nha mọi người cùng xem nha. Tàu đánh cá đó các bạn. Rồi hôm nay mình quay tàu biển Kiên Giang mình xuất bến các bạn ơi. Hôm nay cũng là ngày mùng 9 Tết nè các bạn ơi. Ngày đẹp trời cho nên các ngư phủ và các chủ tàu ghe cho tàu xuất bến để đi đánh cá thắng trận các bạn. Mình cũng chúc cho các tàu ghe đi thuận lợi bình an nha các bạn ơi. Và làm ăn phát đạt, đánh mau đại cá các bạn. Đây tàu biển nè các bạn ơi, giờ đang xuất bến ra khơi. Hôm nay mình đứng quay đây là tại sông Cái Lớn nè các bạn. Cái đoạn đường này nó nằm ngay cái đường lưu thông, các tàu ghe đều chạy dữ lắm luôn nè các bạn, thấy không? Xà lan, ghe bầu, ghe vỏ máy xe đồ được chứ. Cũng là ngay cái điểm của tàu đánh cá đang ra khơi luôn nè các bạn. Quá wow, tàu bự. Các bạn đã mong được cùng mình xem và theo dõi nha. Ở đây ra một chiếc đặng đặng ra một về luôn cả nó. Chạy tới đó 4 chiếc đó các bạn thấy không? 4 chiếc, 3 chiếc. Chiếc chạy trước, 4 chiếc. Ở đây chiếc ra tới đây là chặt cua ngang nè các bạn. Quá trời biết cái xa luôn. Đó chặt rồi đó các bạn thấy không? Nó đang nằm qua đó. Quá luôn, bự. Nó đang lái qua ha. Đang chặt cua đó các bạn thấy chưa, các tàu ghe đi dưới lắm luôn mà mấy xe đang chạy đó. Đó 4 chiếc đang ra đó các bạn đó. Rồi đây, ở đây một chiếc đang ra nè các bạn. Bởi vì hôm nay là ngày mùng 9 cũng đẹp nè, cho nên là ta cũng tranh thủ ta ra bữa nay cũng nhiều lắm. Mà nói ngày bữa nay hơi thưa hơn bữa mùng 6 các bạn, mùng 6 gà dữ lắm. Oh, vỏ đùa các bạn, đây kìa, ghê không? Cũng đi quá nè, vậy cũng vượt quá vượt luôn. Đó, tàu ra tới đó đó các bạn, tới đó chặt qua đó. Tiếp tục tàu ra nè các bạn thấy không? Chiếc tàu này với chiếc tàu mới nãy là chắc chung cặp nè các bạn ơi. Đúng rồi, tăng tốc vượt theo đi bạn ơi. Ồ, ở trong đó con chiếc đang ve ga nữa kìa các bạn. Ồ, đang chuẩn bị luôn đó. Ồ, hai tàu luôn hả? Ồ, đạp phịch khối đó. Ồ, đang ra luôn đó. Quá wow. Câu ô coi chiếc trong kìa các bạn, ô nạp một cái khối kìa các bạn. Ồ, hết hồn chưa, dữ, nó đạp cái đi thì ghê luôn ha, máy chắc lớn lắm á. Rồi đây đang ra, mấy chị nghe đơn giản quá các bạn ha, ta phải đi khỏe không? Vô tàu nó đạp kìa, nó đạp kìa các bạn, vô kìa, đáng chạy chạy gì đó nó mới đá, vô kìa các bạn nghe không?
Hơi hơi đạp rồi, trời ơi đạp nó hì 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 luôn. Không nhận vậy đó mới đã các bạn. Mình dưới sông mà, để cho nó đã tay. Hết hồn luôn. Mình muốn đứng quay đây mà chổng bị nó cản cái cua quẹo đó bạn, mình đâu thấy đâu. Đó, bạn coi kìa. Kiếp luôn không? Đạp một cái thì ghê chưa? Đó, chịu đạp ghê chứ. Đó, chạy kìa. Ở đây hì hì các bạn nghe không? Hết hồn luôn. Đó, khỏi kìa. Sướng con mắt á. Cái hơi nghe tả lỗ tai. Ồ ồ con chạy con nước nó cuốn luôn kìa các bạn. Khiếp luôn chưa? Vậy đó mới đã. Ồ ở sau ra chạy đang ra chiếc nữa. Wow. Ồ cái tàu nó đạp một cái chạy một cái con nước kìa. Khủng khiếp luôn. Ủa này ra biển chắc chạy lớn gì không á các bạn ha? Nói ngay mình cũng không có gành các bạn, tại mình đâu có đi biển đâu. Mà mình thấy trong đây chạy vừa không à? Ra biển chắc chạy cỡ này không quá. À, trời. Chạy một cái là nước nó cuốn rồi. Ghê hồn luôn. À, đạp thấy đi ghê luôn á. Rồi đây một chiếc đang ra luôn các bạn. Ở chiếc này đạp không bằng chiếc đó à. Mình đứng đây mình nghe hơi chiếc kia không các bạn ha. Vì mà thấy chiếc này cũng đang chạy du du ra nè. Ồ, chiếc ngoài đó một cái hơi nổ thì ghê luôn á. Ở đây mình nghe hơi ngoài không? Quá lớn luôn các bạn. Mấy ghè lớn lớn giờ thì hộp ghê luôn các bạn. Hết hộp. Wow, bắt đầu ra tiếp tục nữa nè các bạn ơi. Hai ghe tiếp tục ra nữa. Chưa. Hôm nay ngày đẹp trời mà. Các tàu ghe đi đều là hôm nay là đi là đánh đầy ghe hết luôn đó các bạn ơi. Ai đi cũng trúng hết luôn. Mấy ngày này quá đẹp rồi. Mình cũng chúc cho các tàu ghe đi được thuận buồm xuôi gió và làm ăn phát đạt nha. Và được trúng mùa nha các bạn. Sang năm mới nè, làm ăn trúng mùa. Các tàu ghe biển. Wow, sao hai chiếc đang đạp du du ra nữa các bạn thấy chưa? Quá đẹp trời mà. Đây. Nè, đang ra các bạn. Thank you.
hai ghe đang đua nhau chào đạp kìa, phịch phịch khói các bạn thấy không? Ồ, đạp du du luôn, đúng rồi tài xế ơi, nung đi, hôm nay mình làm ăn phát đạt rồi các bạn ơi, cứ đạp thoải mái đi cho nó mau đầy tôm đầy cá nha các bạn. Đó, đạp đi, đúng rồi, quá hay luôn. Rồi đây thêm một ghe luôn nè các bạn. Ghê luôn à, ông nhỏ mà hơi ông nổ. Rồi, anh em đang tập trung ra biển đánh cá các bạn ơi. Tới đó là cứ chặt qua đó các bạn thấy không?